Đó có lẽ cũng là nơi cuối cùng của vùng biển Địa Trung Hải nằm ở miền Nam Tây Ban Nha còn được bảo tồn. Nhưng trong bao lâu nữa? Sắp tới có một dự án đất đai dự kiến sẽ đưa 500.000 người dân đến định cư ở đây. Vẫn đang mỏi mắt trước quá nhiều nhà kính ở Almeria, chúng ta lại có thể nhìn thấy mọi thứ ở phía dưới khi đứng trên các khu nhà cao tầng mọc lên hàng loạt tại Benidorm, nằm bên đường quốc lộ cách thành phố Alicante vài km. Hàng nghìn phòng khách sạn để phục vụ hàng nghìn du khách. Đây là bãi tắm tập trung rất nhiều các khách sạn và nhà nghỉ. Các đường bay hai chiều giá rẻ đã chở rất nhiều du khách tới Benidorm, chủ yếu là những du khách Bắc Âu đam mê miền đất nắng nóng và những kỳ nghỉ. Trước đây, theo ý muốn của tướng Franco, mà du lịch đã trở thành ngành công nghiệp phát triển nhất tại đây. Ba mươi năm sau, kinh doanh bất động sản vẫn luôn là một nghề có tương lai phát triển tại vùng đất này. Chúng ta đi tiếp tới Valencia. Thành phố này huy động hết mọi khả năng để giành được quyền tổ chức một sự kiện lớn, Cúp đua thuyền buồm America. Valencia tập trung 1,5 triệu dân. Thành phố này có nền kinh tế phát triển năng động, thật đáng khâm phục. Cũng là nơi tập trung ưa chuộng của các tàu thuyền đến từ các cảng thương mại trong khu vực Địa Trung Hải. Biển Địa Trung Hải là nơi cạnh tranh thương mại diễn ra gay gắt giữa các thành phố lớn như Marseille, Barcelona. Ngược về phía bắc, khung cảnh hai bên đường tới vùng Catalonia nhìn không khác nhau là mấy, những bãi biển, những giải phân cách với các khu cao ốc. Cứ thế lặp đi lặp lại, không có những khách sạn lớn hiện đại, bán đảo Peñíscola đã phá vỡ đi sự đơn điệu dọc bờ biển. Peñíscola như thể một món đồ cổ được đặt trong một căn hộ mẫu. Những lá cờ đỏ vàng làm cho khu quảng trường dành cho những người đi bộ trở nên vui mắt hơn, đó là lá cờ Tây Ban Nha hay cờ Catalan. Chúng ta đến vùng Catalonia qua vùng đồng bằng châu thổ sông Ebro. Ebro là một trong những con sông lớn nhất của Tây Ban Nha. Khu đồng bằng châu thổ rộng lớn của sông Ebro là một khu công viên tự nhiên nơi cư trú của hàng nghìn loài chim di trú. Tất cả những công trình xây dựng và hoạt động của người dân ở đây đều có sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Một ốc đảo còn nguyên vẻ tự nhiên và cuộc sống thật yên bình. Nằm cách vùng đồng bằng châu thổ sông Ebro khoảng 100 km là thủ phủ của khu tự trị Catalonia, thành phố Barcelona. Biển, khí hậu dễ chịu, nét nghệ sĩ kinh tế phát triển, tất cả đều có ở Barcelona. Một số người thấy đây là một thành phố lý tưởng, sẽ là một thành phố tuyệt vời nếu không khí ở đây không quá ô nhiễm. Như buổi sáng hôm nay chẳng hạn, hầu như không thể nhìn rõ được ngọn tháp do kiến trúc sư người Pháp Jean Nouvel xây mới, hay chóp của nhà thờ Sagrada Familia ở xa đằng sau kia. Còn đây là nhà thờ lớn với 12 chiếc chuông và được xây dựng từ năm 1882. Kiến trúc sư Gaudi là tác giả của những trang trí đa dạng và tinh tế này. Nhưng những trang trí đó gần như không thể quan sát nếu chúng ta nhìn từ dưới lên. Ngắm công trình từ giữa những đại lộ lớn này, chính Christophe Colomb cũng phải sửng sốt. Nằm bên bờ biển là khu Barceloneta, khu sinh sống của những thủy thủ và những người phu khuân vác. Rời thủ phủ đầy tự hào của vùng Catalonia, từ Mataró cho đến tận Lloret de Mar, vẫn tiếp tục là các bãi biển, những con đường, những đoàn tàu, những bãi tắm, những nền đất, những tiền sảnh của các nhà nghỉ, sòng bạc và khách sạn. Chúng ta tiếp tục cuộc hành trình ngược về phía bắc, tới vùng giáp với nước Pháp, nơi mà địa chất rất xáo trộn. Những vách đá dựng đứng và cao vút che khuất một vài khu biệt thự sang trọng.
Chúng ta đang từ từ tiến vào vùng Caracas, xứ sở đúng như phong cách mà danh họa Dalí đã miêu tả. Caracas cũng giống như các thành phố biển khác của Tây Ban Nha, yên tĩnh hơn sau mùa du lịch. Rời Caracas để đến với một bờ biển tự nhiên hơn ở Cap de Creux, điểm cực đông của bán đảo Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Ở đây vào buổi tối, người ta có thể thấy ánh đèn chài và các tàu đánh cá quanh khu vực biên giới. Ở phía đằng kia là nước Pháp. Chúng ta lại tiếp tục chuyến hành trình theo bản đồ địa lý, vượt 600 km qua dãy Pyrenees để đến với những bờ biển Tây Ban Nha bên Đại Tây Dương. Vượt sông Bidasoa sang bên kia Henday và biên giới, vậy là chúng ta đã ở khu tự trị của người Basque. Ở đây không có con đường nào chạy dọc theo bờ biển, và điều này là có lý do. Chúng tôi đã từng nghĩ dân cư ở vùng duyên hải này quả là thưa thớt, nhưng chỉ cần qua những vách đá kia sẽ thấy một thế giới hoàn toàn khác. Những khu đô thị, những vùng nông thôn, những khu công nghiệp, tất cả đã khiến cuộc sống nơi đây thật sôi động. Bây giờ chúng ta đang ở Gipuzkoa, một trong 7 tỉnh tự trị của xứ Basque. Khắp nơi chúng ta đều thấy biểu ngữ, khẩu hiệu và cờ treo. Ikurrina là cờ của xứ Basque. Nằm cao hơn mực nước biển 150m, gắn trên mình anten và cột thu lôi, một bức tượng Chúa Cứu Thế an tọa đường bệ phía trên cao của vùng vịnh. Chúng ta đang ở Rio de Janeiro, không mà là Donostia. Thành phố này gọi theo tiếng Tây Ban Nha là San Sebastian. Hai dãy núi bao quanh vịnh có tên là Concha trong tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là con sò vì chúng có hình dáng như những con sò. Đây là một thành phố nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm, trong những sòng bạc trên bãi biển, trong những quán rượu tại các khu phố cũ hay trong những sàn nhảy hiện đại rất đông người. Rất sáng.